Ngước tập ngước ngước nha. Đó, tập chân dày tập đi. Rồi sau đây là sau khi chơi bốt thì chúng ta đi hết đất bát phạt. Rồi ok, các bạn bây giờ tập tại nhà đúng không? Giờ có hai cái ghế rồi cùng tập với mình nha. Rồi nó là đơn giản thôi, chúng ta chỉ có 8 cái bài tập thôi, 8 bài tập mà tập nó banh ngực, nó nát ngực luôn nè. Tập theo nha, chuẩn bị nước nha các bạn, nhớ chuẩn bị nước nha các rồi. Bạn nhớ chọn ghế đàng hoàng, đừng chọn ghế rồi, giống đây ghế nó cứng xíu nha. Rồi vô bài 1 luôn nè. Rồi hết đất rộng tay. Rồi hết đất rộng tay, để rộng tay hết thôi ha. Bắt đầu 20 cái xuống. 20 cái luôn hả? Đó. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Mặt mẹ lên, xếp bụng chữ V. Bây giờ tập theo từng xếp hay là tập hết rồi quay lại? Tập theo từng nhóm. Rồi ok. Nhóm 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó. Rồi ok. Xếp bụng chữ V 15 cái bắt đầu. 3 4 5 10 Rồi 15 rồi. Rồi hết đất rộng tay, 20 cái quay lại. Đủ. Đổi view qua đây đi. Rồi ok, quay vậy đi. Chẳng mạnh lên. Hai tập liên tục. Xích lên, xích lên đụng tạ. Rồi ok. Vô. Để vô này chấm điểm nha. Mới 18 hả? Rồi, các bạn nhớ ngửa cổ lên, coi chân đập mặt xuống đất. Hít đất chân cao. Ủa gì hít đất chân cao? Đúng rồi. Mà. Xếp bụng chữ V, quên, sorry. Bây giờ mới là lượt 2 thôi. Chơi bút cho lắm vô, giờ thở. Năm. 10 1 2 3 Rồi hết đất giọng tay, xếp cuối 20 cái nữa nào. Anh bây giờ là 40 cái hết đất hả? Nước không? Hả? Nước không? Nước không? Nước hả? Ừ. Chưa nghe em ra không? Chưa. Ok, vô đi, 20 cái. Hai mươi, xếp bụng chữ V lần cuối. Tập ở nhà mà đã theo được là phải kiên trì lắm luôn nha các bạn. Bốn. Chín. Đầu tiên. Ôi bụng nó cay. Hít đất chân cao. 15 cái. Nhiều phút à? 4 phút. 45 giây. 4 phút hả?
6 hiệp vậy. 15 cái. Mới 13 thôi mà. 13 hả? Rồi, lăn kéo gối 10 cái. Mười lăm, lên kéo gối 10 cái. Cố lên, cố lên, cố lên nào các bạn. Rồi, xếp cuối, hít đất trên cao. 7 phút rưỡi rồi. Có vẻ cường độ đang bắt đầu chậm lại. Các tay đua bắt đầu đuối. Mạnh mẽ lên, hít đất trên cao nào. Bữa giờ ông tập kiểu này tập mệt ghê luôn. Tết thể lực mà. Rèn luyện thể lực để tập tạ. Chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, lên kéo gối xếp cuối. Hết cái này cắt nha. Sao này cắt? Cắt qua cái khác. Qua cái khác là sao? Thì còn hai xếp qua cái qua tập khác. À, qua tập khác hả? À. Tập cái này ai theo nổi? À, vậy hả? Một. Từ từ khác nha. 7, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10. Rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, lùi ra. Bình tĩnh, lùi ra. Điểm. Kamehameha. Kamehameha. Thôi, đọc theo nha các bạn. Đọc theo đi. Rồi bắt đầu, tiếp tục. Hít đất hẹp tay 15 cái. Tập ngước, tập ngước, tập ngước, ngước nha. Tập chân dày. Tập đi, tập đi, tập đi. Tập gì? Hít đất hẹp tay. À, đất hẹp tay. Sâu vô cùng nha. Để hai bàn tay sát nhau gì. Ủa, đó là hít đất kim cương mà. Thằng gần gần cỡ này thôi. Cỡ này. Anh xét đầu anh quay về đây cho người ta. Bắt trước cái tay trước đi. Bắt trước phần trên đi. Quay thẳng về luôn. Yeah. Qua một góc nữa, qua, yeah. Đúng rồi, đó, nghe đó đi. Rồi bắt đầu, vô, 15 cái. Đổ, đá bụng dưới.
chân sâu xuống luôn, chân rơi xuống luôn. 7 8 9 10 5. Rồi hít đá thèm tay đảo lại, uống nước không? Rồi ok, từ đó luôn đi. Hai tay bằng hai. Vô, đừng có câu giờ thở, đừng có câu giờ nghỉ. Tiếp. Nam, rồi, đá bụng dưới. Từ đó luôn đi, nằm từ đó luôn. Xoay lại luôn, đúng rồi. Chân duỗi ra nha. Bốn, năm, sáu, tám, chín, rồi thở tí, hít đất hẹp tay, xếp ba. Ôi cái ngực nó căng này các bạn. Lùi lại. Thấy không? Nó căng. Đây. Cái đã thẹt tay. Tiếp nha, tụi tiếp nha. Kéo nó nha. Rồi hết. Đá bụng dưới. Từ đó luôn. Quay lại đá bụng dưới thôi. Xét cuối rồi. Đúng 4 phút luôn á. Anh tập chuẩn như cái đồng hồ luôn. Rồi đổi. Thở một tí, hít đất chân cao trên ghế. Xếp hai ghế này lại. Để chân cao kia. Hít. Rồi vô. Sắp mặt là có thiệt. Đào lướt 15 cái vô. Bốn.
cố lên, còn một hiệp rưỡi nữa, cố lên các bạn, cố lên, kèm ha, kèm cố lên. Lùi lại tập nha các bạn, muốn cầu bắp và tập liền. Rồi. Rồi. Rồi.